ghi nhận giá giao dịch thứ cấp sản phẩm đất nền từ một số công ty bất động sản càng xa thành phố Hồ Chí Minh thì giá bán càng giảm mạnh từ 20 đến 30%, thậm chí một số khu vực xa hơn còn giảm sâu đến một nửa giá so với ban đầu. Theo dữ liệu của JKRA, trong năm 2023, nguồn cung đất nền tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phụ cận chỉ có 22 dự án. Con số này đã giảm đến 73% so với năm trước đó. Đáng chú ý, lượng hấp thụ trong năm chỉ đạt hơn 40%, mức thấp nhất trong vòng 6 năm qua. Qua gần 2 tháng đầu năm 2024, con số này cũng không được cải thiện. Giao dịch chủ yếu ở nhóm sản phẩm tại các tỉnh lân cận thành phố Hồ Chí Minh có mức giá 14 triệu đồng một mét vuông. Nhiều khó khăn về pháp lý vẫn đang chờ được tháo gỡ.